Xin kính chào các bạn nha. Thì đối với số cây có dáng nó như vậy nè, thì nó có khuynh hướng nằm ngang, thì các bạn về có khả năng là mình lấy cái này làm cái con đỉnh nè, cái chúng ta chúc cái ngược xuống gì nha. Chúng ta cắt ở đây, chúng ta cho nó ra một thời gian nữa cho đảm ta uống cái thác đổ đi xuống vậy ha các bạn nè. Đó là một trong cách thứ nhất. Tôi sẽ tìm thêm vài cây nữa để tư vấn cho các bạn. Đây mấy chậu này là mắc mưa nè các bạn, nó nãy có cơn mưa, gió cũng mạnh. Nó thổi những cái chậu ở trên kệ rớt xuống đất hết nè. Rồi như cái này tạo dáng sao các bạn? Cái này có nhiều hướng lắm nha. Ví dụ đây thẳng lên, một là bạn đánh qua đây nha, rồi lấy cành này làm ngọn dựng lên, rồi cắt ngang đây, rồi lấy một cái nhánh ra đây, nhánh thứ nhất, nhánh thứ hai nằm đây là để làm ngọn, và sau này lấy nhánh đây làm tàn phong. Đây là mình có cốt nó gì nè, lên gì quan gì, thẳng lên uống lên đây, nhánh đây nhánh làm dáng trượt lắc. Hai nữa thì bạn có thể cắt danh vòng tròn để làm cái tàn thiên nhiên cũng được, mà tàn thiên nhiên nó không đẹp tại vì hai nhánh này nó đối xứng với nhau. Còn cách nữa các bạn có thể đạp cho nó bay ra gì cũng đẹp, bay ra tại vì cành cái này nó lớn quá, giữ cành cái này nó đẹp, bay ra thì nó cành cái này nó cũng lượn nữa bạn. Bay ra thì mình làm cây có cái cái này làm cây tử, cây nhỏ, đọt. Rồi còn cây này bay phóng ra nha. Ở đây được cây nữa. Rồi lựa cây này, lấy cái này cho anh em luôn. Rồi cây này gai quá dữ, cây này sắp chỗ bông rồi nè. Gai nó vàng vậy là nó già lá, nó sắp chỗ bông rồi đó. Chúng ta ém nước một thời gian nó sẽ có bông. Còn cây này thì gốc nó cục nữa bạn, nhưng nhánh nó nhiều, chúng ta có thể dọn các nhánh không phù hợp của chúng ta cắt nó vô dáng cũng đẹp lắm nè. Giờ gốc trồng hơi sâu xuống dưới đất nè, gốc nó đây ta cắt lên, rồi nhánh nào để thì để, nhánh nào cắt thì ta bỏ, coi vô dáng nó lại. Còn đây là một số cái cây linh sam lớn nè các bạn, gốc cũng lớn nè, gốc lớn bằng cổ tay. Đây số gốc đây rất bự. Gốc này cỡ cổ tay hoành cỡ 20 nè các bạn. Đây gốc này cũng lớn lắm đây nè, ngón tay chút một xíu đi. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại của tôi nha. Nhưng mà các bạn liên hệ rồi đặt cây, tôi sẽ lựa cây đẹp cho các bạn, khỏi đến vườn làm chi. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc sức khỏe. Và hẹn gặp lại trong những video tới nha. Rồi, xin kính chào.